Xin chào các bạn. Dù khủng long, những gã khổng lồ thống trị trái đất đã bị xóa sổ từ 66 triệu năm trước, nhưng vẫn còn những sinh vật cổ xưa sống sót cho đến ngày nay. Như cá mập Greenland sống tuổi thọ đến 400 năm như lão thần biển cả, hay thú mỏ Việt như xuyên không từ thời khủng long đến hiện tại. Nếu khủng long giờ chỉ còn là những mẫu hóa thạch, thì 10 loài động vật sau đây cứ thế sống sót qua hàng loạt đại tuyệt chủng, thiên thạch, núi lửa và cả sự hủy hoại của con người như một chiến binh bất tử. Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những sinh vật từ thời khủng long vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay nhé! Mười, rùa cá sấu. Nhắc đến rùa cá sấu, người ta sẽ nghĩ đến loài vật có lực cánh tới hơn 450 kg, đủ để cán gãy một thanh gỗ và cả một khúc xương người nếu bạn lỡ thò tay vào. Oh my goodness. Oh my goodness. Tổ tiên của loài rùa cá sấu chính là Chelydridae, xuất hiện cách đây 90 triệu năm trước. Kích thước trước kia của chúng dài tới 2 mét, nặng hàng trăm kg. Nếu bạn từng xem loài rùa trong Godzilla thì đúng rồi đấy, nó có nguồn gốc từ đó. Rùa cá sấu được cho là bậc thầy phục kích của thế giới động vật. Nó thường nằm im dưới đáy sông, hồ, không di chuyển, không tạo tiếng động giống như cục đá hoặc mảnh gỗ chìm. Bên trong miệng rùa có một phần thịt màu hồng giống hệt một con giun. Khi há miệng, nó sẽ ngọ ngoậy lưỡi như mồi nhử, dù cá bơi tới gần. Khi con mồi đủ gần, rùa cá sấu sẽ đớp nhanh như chớp, khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Sáu mươi sáu triệu năm trước, một thiên thạch khổng lồ quét sạch loài khủng long khỏi trái đất, nhưng rùa cá sấu vẫn sống sót. Không nhờ sức mạnh mà nhờ sự lười biếng, khi mọi thứ chết đói, rùa cá sấu vẫn kiên nhẫn nằm im dưới bùn, giảm nhịp tim, nhịn ăn cả tháng, chờ thời cơ sống tiếp. Loài này gần như không thay đổi sau hàng chục triệu năm, nó vẫn vậy, ngay cả thế giới đã thay đổi. Chín, cá mập Greenland. Cá mập tiến hóa khoảng 450 triệu năm trước khi khủng long hay thậm chí là cây cối xuất hiện. Cá mập Greenland là một phần của họ cá mập cổ xưa. Chúng gần như bất tử, với tuổi thọ trung bình từ 300 đến 400 năm, giúp nó trở thành một trong những loài động vật có xương sống, sống lâu nhất hành tinh chúng ta. Mặc dù di chuyển chậm chạp, cá mập Greenland lại là một kẻ săn mồi đáng gờm dưới độ sâu của đại dương. Sở hữu hàm răng sắc nhọn, bất kỳ con mồi nào mà khi bị nó nhắm trúng, khó lòng mà thoát được. Ngoài ra, thịt của nó chứa chất độc trimethylamine oxit, ăn vào có thể gây ảo giác, liệt cơ hoặc gục tại chỗ. Chính vì thế mà nó gần như rất khó trở thành con mồi của kẻ khác. Vì vậy, cá mập Greenland vẫn ung dung bơi hàng trăm năm giữa đại dương lạnh giá như một zombie thực thụ. Với tốc độ bơi khoảng 1,2 km/h và tốc độ nhanh nhất đạt 2,6 km/h, cá mập Greenland là loài động vật bơi chậm đến mức cá con cũng có kịp quay TikTok rồi mới bị ăn thịt. Điều này khiến một số nhà nghiên cứu đặt câu hỏi, làm thế nào chúng có thể săn mồi? Trong khi thế giới thay đổi từng ngày, cá mập Greenland vẫn ung dung bơi giữa những dòng hải lưu lạnh buốt, như thể đang chờ ngày tận thế tiếp theo để chứng kiến. Tám, thú mỏ Việt. Sự xuất hiện của thú mỏ Việt ngày nay đưa các nhà khoa học ví như lỗ hổng thời gian và con vật này như đến từ một hành tinh khác, vì nó khác biệt hoàn toàn so với những loài vật trên trái đất. Thế nhưng, nếu bạn biết nó có lịch sử tồn tại đáng gờm từ thời khủng long, có lẽ bạn phải nhìn nó bằng con mắt khác. Thú mỏ Việt được xem là hậu duệ của một nhóm động vật có nguồn gốc từ thời khủng long, cụ thể là từ kỷ phân trắng, khoảng 110 triệu năm trước. Dù bản thân loài thú mỏ Việt hiện nay không hoàn toàn giống tổ tiên của nó, nhưng dòng họ đơn huyệt, nhóm động vật có vú đẻ trứng mà nó thuộc về đã tồn tại song song với khủng long. Điều đặc biệt là thú mỏ Việt giống như một bản vá lỗi của tạo hóa,
với sự kết hợp kỳ lạ, mỏ như vịt, đẻ trứng như bò sát, nhưng lại có lông và tiết sữa như thu có vú. Thậm chí con đực còn có gai độc. Vì thế, nó được xem là một hóa thạch sống, một sinh vật kỳ dị mang dấu vết của thời đại mà khủng long còn thống trị trái đất. Bảy, ếch dung. Bạn nghĩ đây là con gì? Thoạt nhìn, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là con dung. Nhưng bạn sẽ sốc khi biết nó là con ếch. Và đây chính là loài ếch dung. Tên tiếng Anh là Cassilians. Với thân hình dài ngoằng, trần nhảy như rắn, không chân tay, sống ẩn mình dưới đất, dưới bùn hay trong hang tối. Ếch dung là loài động vật sống từ thời khủng long, cách đây hơn 250 triệu năm. Cassilian gần như mù hoàn toàn, không có tai, không kêu, đi trong im lặng, săn mồi bằng xúc giác và mùi. Một ninja chính hiệu của lòng đất, trông thì hiền nhưng cực kỳ nguy hiểm. Bộ răng của nó như lưỡi câu móc ngược, sắc như dao cạo, chỉ cần cắn một phát là con mồi không thể thoát. Thậm chí, một số loài còn có răng phủ chất độc nhẹ, khiến đối thủ tê liệt từ từ. Điều đáng sợ nhất là chúng nuôi con bằng chính lớp da thịt của mình, một bản năng kỳ quái còn sót lại từ thời đại mà khủng long còn thống trị. Hiện tại, ếch dung phân bố nhiều nhất ở rừng nhiệt đới từ Amazon và các nước Nam Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Indonesia, Philippines. 6. Cá hổ Amazon. Nhiều người nghĩ anaconda là động vật đáng sợ và nguy hiểm nhất ở Amazon. Nhưng Amazon có rất nhiều động vật nguy hiểm hơn. Một trong số đó là cá hổ hay còn gọi là cá ma cà rồng. Tổ tiên của loài này thuộc họ Cynodontidae, một nhánh cổ của bộ Charasiformes, một bộ cá nước ngọt có nguồn gốc rất lâu đời ở Nam Mỹ. Những hóa thạch sớm nhất của các loài trong bộ Charasiformes cho thấy chúng xuất hiện từ cuối kỷ phân trán, nghĩa là cùng thời kỳ với khủng long như Tyrannosaurus rex, Triceratops. Cá hổ Amazon có thể dài tới 1 mét và nặng đến 15 kg. Điều đáng sợ là hai chiếc răng nanh của chúng, dài tới 15 cm, nhọn hoắt và sắc bén đến mức có thể xuyên thủng bất kỳ con mồi nào, thậm chí là con người, nếu bạn vô tình lọt vào tầm mắt của nó. Không cần gầm rú, không cần phục kích lâu như cá sấu, nó chỉ cần một khoảnh khắc, một nhịp đập sai lầm của con mồi là đủ để nó lao tới như tia chớp, xuyên thủng mọi phòng thủ bằng cặp răng sắc bén, tựa như lưỡi hái tử thân. 5. Cá sấu mỏ dài, Garian. Cá sấu mỏ dài thường được gọi là cá sấu Ấn Độ. Chúng xuất hiện lần đầu cách đây khoảng 40 đến 50 triệu năm. Đây là một trong những loài cá sấu cổ xưa nhất còn tồn tại, mang đậm dáng dấp của thời đại khủng long. Chúng có thân hình thon dài, bộ hàm cực kỳ khác biệt, với cái mỏ dài như kẹp thép, chứa đến hơn 100 chiếc răng sắc nhọn, xếp như lưỡi cưa hoàn hảo để bắt cá. Không giống các loài cá sấu mỏ ngắn chuyên tấn công động vật lớn, cá sấu mỏ dài chỉ ăn cá và là bậc thầy sát thủ dưới nước, với tốc độ bơi đáng kinh ngạc và cú đớp nhanh như chớp. Hiện nay, loài cá sấu này cực kỳ hiếm, chỉ còn vài trăm cá thể sống sót tại sông Hàn và các phù lưu ở Ấn Độ và Nepal. Với hình dáng quái dị, lịch sử lâu đời hàng chục triệu năm và phong thái săn mồi điêu luyện, cá sấu mỏ dài chính là một hóa thạch sống, đại diện cho dòng dõi bò sát cổ xưa từng thống trị cả lục địa. 4. Cá mập yêu tinh. Cá mập yêu tinh có tên tiếng Anh là Goblin Shark. Đây có lẽ là loài cá mập duy nhất còn sót lại của loài Mitsukuridae và được cho là đã tồn tại từ khoảng 125 triệu năm trước. Với chiếc mỏ dài nhọn như lưỡi dao và hàm răng sắc nhọn lởm chởm vươn ra ngoài, cá mập yêu tinh trông như bước ra từ một cơn ác mộng viễn tưởng. Sinh sống ở độ sâu hơn 1.000 mét dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, loài cá này là bậc thầy săn mồi trong bóng tối.
điều đáng sợ nhất chính là cách nó tấn công. Khi phát hiện con mồi, bộ hàm của nó có thể phóng lao ra phía trước với tốc độ cực nhanh, ngoạm nạn nhân trước khi đối phương kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Nhìn vào bộ mặt méo mó, đầy răng nanh ấy, người ta không thể không liên tưởng đến một con quỷ địa ngục giữa lòng đại dương. Dù hiếm gặp, nhưng mỗi lần xuất hiện, cá mập yêu tinh đều gieo rắc một nỗi kinh hoàng kỳ dị. Như lời nhắc nhở rằng, giữa lòng biển sâu là nơi ẩn giấu những sinh vật cổ xưa, đáng sợ và hoàn toàn không thuộc về thế giới của con người. Ba, cua móng ngựa. Cua móng ngựa là một loài động vật chân đốt thuộc họ Limilidae, tồn tại trên trái đất từ cách đây 450 triệu năm. Chúng là một trong những sinh vật cổ xưa nhất vẫn còn sống đến ngày nay. Thậm chí, nó đã xuất hiện trước cả khủng long, trước cả cây trên cạn và còn sống sót qua năm cuộc đại tuyệt chủng khốc liệt nhất lịch sử trái đất. Mặc dù được gọi là cua, nhưng cua móng ngựa không phải giáp xác, mà có quan hệ họ hàng gần với bọ cạp và nhện. Hình dạng của chúng gần như không thay đổi suốt hàng trăm triệu năm. Mai hình móng ngựa, đuôi dài như mũi giáo và cặp mắt phức tạp bậc nhất trong giới động vật. Đặc biệt, máu của cua móng ngựa có màu xanh dương và cực kỳ quý giá trong y học hiện đại. Và có thể bạn chưa biết, mỗi lít máu của cua móng ngựa có giá khoảng 16.000 đô, tương đương gần 400 triệu đồng. Dù trông kỳ lạ và chậm chạp, cua móng ngựa là một hóa thạch sống thực thụ, đại diện cho một thời đại xa xưa mà ngày nay chỉ còn trong sách vở. Ngoại trừ nó, kẻ vẫn kiên cường sống sót cho đến tận bây giờ và có thể là cả sau này. Ngay khi con người không còn tồn tại, bạn có nghĩ thế không? Hai, Anaconda. Anaconda hiện đại xuất hiện cách đây khoảng 20-30 triệu năm, là hậu duệ của những loài rắn khổng lồ cổ xưa có nguồn gốc từ thời khủng long. Trong họ hàng nhà rắn, Anaconda là một trong những loài hiếm hoi còn sống sót. Với kích thước khổng lồ như tổ tiên của chúng, với cơ thể dài tới 10 mét, nặng hơn 250 kg, nó không chỉ là con tràng lớn nhất thế giới mà còn là cổ máy giết chóc không tiếng động. Anaconda không còn nọc độc, chỉ còn một cái xiếc là xương cốt con mồi vỡ vụn, nội tạng nát bét, màng sống bị nghiền nát trong vòng chưa đến một phút. Cá sấu, báo đốm, lợn rừng, thậm chí cả con người, không thứ gì thoát được khi nó đã khóa chặt. Khi bạn tưởng mình đang ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, Anaconda sẽ nhắc bạn rằng có những kẻ không cần răng nanh hay móng vuốt để trở thành huyền thoại. Chúng chỉ cần sức mạnh tuyệt đối và sự kiên nhẫn. Chúng chính là một biểu tượng sống động của quá trình tiến hóa lâu dài, nhưng vẫn giữ nguyên bản săn mồi đáng sợ giữa rừng già Amazon cho đến ngày nay. Một, rồng Komodo. Rồng Komodo, tên khoa học là Varanus komodoensis, là loài thằn lằn lớn nhất hành tinh và là loài bò sát cổ xưa với tổ tiên chính là thằn lằn Varan, có niên đại hơn 100 triệu năm. Chúng sống chủ yếu trên một số đảo của Indonesia như Komodo, Rinca, Flores và Gilimotan. Với chiều dài lên tới 3 mét, nặng gần 100 kg, rồng Komodo là sát thủ máu lạnh thực thụ. Chúng có vảy dày như giáp, móng vuốt sắc nhọn, chiếc lưỡi trẻ thè ra như rắn và một cú quặt đuôi đủ để gãy xương. Nhưng điều làm chúng thật sự đáng sợ là nước bọt chứa hàng chục loại vi khuẩn độc hại, cộng với nọc độc nhẹ khiến con mồi choáng váng, chảy máu và chết dần sau cú cắn đầu tiên. Rồng Komodo không cần đuổi bắt, chúng chỉ cần cắn rồi lặng lẽ theo dõi, chờ con mồi ngã quỵ vì nhiễm độc, rồi lao tới xé xác bằng lực hàm cực mạnh. Komodo không cần phép thuật, không cần thở ra lửa, nó là rồng theo đúng nghĩa nguyên thủy nhất, lạnh lùng, khát máu, bất khả chiến bại. Một quái vật tiền sử thực sự vẫn đang ung dung bước đi giữa thế giới hiện đại, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
loài động vật nào làm bạn ấn tượng và cảm thấy đáng sợ nhất? Comment câu trả lời trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!